Có thể bụng đã to, da đã mồi và tóc thì đã bạc. Thế nhưng tốc độ và kỹ thuật chẳng kém gì những thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Đây là một trận đấu của câu lạc bộ bóng rổ Hữu Nghị. Người trẻ nhất cũng đã ngoài 50, còn phần lớn đã gần 70 tuổi. Cứ một tuần 3 lần, họ lại tập hợp lại để cùng nhau chơi bóng rổ như một cách rèn luyện sức khỏe. Ban đầu câu lạc bộ chỉ có 15 thành viên, nay số người tham gia đã lên tới 80. Đối tượng là người trong nước không, còn sau đó thì từ từ có những một số Việt kiều và cũng như là có một số người nước ngoài. Cụ ông này đã 84 tuổi, hiện định cư tại Mỹ. Ngay khi trở về Việt Nam, cụ đã tới sân bóng rổ, dù cũng chỉ đủ sức để ném vài đường bóng. Càng gần tới Tết, câu lạc bộ lại càng đông. Những người Việt Nam xa xứ luôn muốn về quê nhà đón năm mới. Những lúc như vậy, họ lại xỏ giày vào sân để được thi đấu một trận bóng và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Có những lúc là giao lưu với đội bạn nước ngoài là rất là kỷ niệm. Việt Kiều Hội Hương tổ chức một đội về đấu lại, thăm lại cái tình anh em hồi xưa. Trong suốt 20 năm hoạt động, câu lạc bộ bóng rổ Hữu Nghị vẫn luôn là điểm đến quen thuộc của những người yêu bóng rổ đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Một nơi để rèn luyện sức khỏe, để tận hưởng tuổi già và cũng là nơi để gắn kết những con người Việt Nam dù họ có ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.